Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vaccine TV, kênh chuyên hóng hớt cập nhật tin tức nhanh nhất của làng giải trí Việt. Dù đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ năm 1994, nhưng Hoa hậu Thu Thủy vẫn luôn nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc đẹp không tì vết. Tuy nhiên mới đây, cô bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi nickname CT Phương Anh bất ngờ đăng tải bức tâm thư dài với nội dung tố Hoa hậu là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Được biết, người phụ nữ này chính là em họ của Hoa hậu Thu Thủy. Cô không kìm nén được nỗi đau, sự bức xúc khi nhắc lại câu chuyện bị chị họ cướp chồng cách đây 15 năm. Theo tìm hiểu, em họ của Hoa hậu Thu Thủy quyết định chia sẻ mọi chuyện khi đọc được bài viết của nhà văn Quỳnh Trang, tác giả của những cuốn sách như 1981, Nhiều cách sống, Mất ký ức. Được biết, cách đây một năm, nhà văn Quỳnh Trang đã từng điểm mặt chỉ tên Hoa hậu Thu Thủy. Cô khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi thẳng thắn phanh phui sự việc. Cô viết, người tình của chồng tôi, cô Hoa hậu Thu Thủy, không chỉ ngang nhiên ăn nằm với chồng tôi, rồi sau đó post lên Facebook, khoe kín đáo, còn nhắn tin dọa dẫm, hành hạ tôi, viết email nhục mạ tôi, cũng không quên nói sẽ cưới và đẻ con cho chồng tôi. Khi đó, tôi đang mang thai Sura được gần 3 tháng. Trước những lùm xùm xung quanh các chân dài, hoa hậu, cư dân mạng lại có dịp nhớ lại về phần thi ứng xử trong tập 3 của cuộc thi Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. How are you? Yeah, I'm fine. How are you? How are you? Good. So, please have a seat. Yeah, thank you. Cô gái này thì mở đầu có vẻ chưa có được tự nhiên. Gương mặt của bạn này khá căng thẳng. Come too was very shy and reserved. I could feel there was a small issue of confidence when she was talking. In terms of manners toward the situation at the table, I did feel she was a little bit lost. Hold on a second, pick up this phone. I'm sorry, I just have to pick up this phone. It's just done. It's okay. Hello? Khi mà bước vào bữa ăn mà anh ấy nhận được rất nhiều cuộc gọi và anh ấy nói rằng anh ấy đang có một cuộc họp trong khi anh ấy đang ở trong bữa ăn với tôi thì tôi nghĩ đó cũng là một điều bình thường thôi. Please, please, please. Yes. Sorry, just take this one. Hey babe, it's alright? Cô gái có vẻ hơi bị đơ, không biết phải làm gì. Tức là Marcus đang cố tình không có quan tâm, không có tập trung tới bạn ấy để xem là bạn ấy ứng xử và xử trí như thế nào trên bàn tiệc. No, I don't know what time I'm gonna finish, but don't worry about it. I'll be home right there. Can I come join you right now? Oh no. Đây giống như là một sự chịu đựng của bạn trong bữa tiệc. Một cô gái đầy cam chịu. Cause this music is so romantic. Tôi chưa bao giờ nhảy nhưng mà thật sự sau đó thì tôi cũng cảm thấy khá là thoải mái khi mà nhảy cùng với anh ấy. Excuse me, what's going on? Excuse me, what's going on? I thought you had a meeting. Sorry babe, it's just my business partner. I swear it's nothing happened. Trời ơi, tại sao mà cô ấy lại xuất hiện ở đây? Sao cô ấy nói như thể rằng là chúng tôi đang rất là bất chính vậy? We're just talking and it's nothing. If you love. Không có gì à? Đúng rồi đấy. Không có sao hai người ôm nhau thế? Đâu có ôm đâu. Ồ vậy hả? Mình thấy rõ ràng mắt mình đâu có đuôi đâu. Mình đâu có ôm đâu. Mình để tay ở trên tay của anh ấy đấy. Những cái cách mà bạn ứng xử vừa rồi thì hoàn toàn không thanh lịch một chút nào. Bạn không kiểm soát được trong cái lời nói của mình. Thì bạn muốn làm gì? Nó không muốn làm gì. Là mình đứng đây dẻo làm cái gì? Come back. Just gonna have a nice drink. Thật sự đáng sợ ấy. Tôi cũng cảm thấy rất là hoảng hốt bởi vì là tại sao lại cô gái ấy lại quá là hung dữ như vậy. Babe, come back. Seriously, nothing happened. I swear, nothing happened. Khi trên mạng xã hội có đến 1001 cách hành xử trong các tình huống đánh ghen thì chẳng may khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, mỗi chúng ta đều sẽ có những cách hành xử khác nhau theo bản năng, theo cảm xúc, theo style riêng của mình. Nhưng nếu bạn là hoa hậu thì sao? Hãy để cho Phạm Hương cùng với ban tổ chức của cuộc thi Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chỉ giáo cho bạn, dù có bị đánh ghen thì cũng phải thanh lịch.
hiểu vô tình hay hữu ý mà tình huống đánh ghen lại được tạo ra trong tập 3 của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khi mà hai chữ Hoa hậu tại Việt Nam ngày càng trở nên kém trong sạch, thì từ khóa đánh ghen luôn dẫn mối đến các từ khóa như giật chồng, giật bồ, tiểu tam, rồi nghĩ miên man đến là các chân dài, hoa hậu, đại gia. Ban tổ chức chương trình thật khiến cho người xem phải suy nghĩ rằng kỹ năng và sự lịch thiệp họ muốn thí sinh Cẩm Tú thể hiện trong tình huống này là gì, khi mà bị đánh ghen là tình huống hết sức đặc thù, không phải cuộc đời ai cũng sẽ có cơ hội trải qua. Hay phải chăng chương trình thật sự nghĩ xa cho các hoa hậu tương lai, nhỡ sau này có ai đó rơi vào hoàn cảnh này thật sự thì phải xử lý một cách thật tốt, đảm bảo rằng nếu có bị lên báo vì đánh ghen thì cũng phải hành xử một cách lịch thiệp như một hoa hậu thực thụ. Thí sinh Cẩm Tú quả là không may mắn khi rơi vào tình huống khó nhằn như thế này, nhưng điều gây bất ngờ và tò mò hơn cho khán giả đó chính là lời đánh giá của Hoa hậu Phạm Hương. Phạm Hương nhận xét về khả năng ứng xử của Cẩm Tú là không thanh lịch một chút nào. Không biết Phạm Hương đã từng ở trong tình huống này chưa? Nhiều khán giả thắc mắc rằng rất muốn được mở mang tầm mắt một lần rằng Phạm Hương sẽ thanh lịch như thế nào khi rơi vào tình huống như thế này. Ngay sau đó, rất nhiều ảnh chế của cư dân mạng về Phạm Hương đã xuất hiện, xảy ra nhiều tranh cãi. Lại có bạn cho rằng phải mời Hồ Ngọc Hà về thị phạm thì mới thấy rõ được sự thanh lịch, tinh tế trong những pha bị đánh ghen như thế này. Còn bạn, bạn nghĩ sao về các scandal tình ái của các cô hoa hậu chân dài và phần thi ứng xử thanh lịch khi bị đánh ghen của Hoa hậu Hoàn vũ? Hãy comment và để lại ý kiến ở phía dưới, và nếu thấy hay đừng quên để lại một like, một subscribe cho chúng mình nhé. Mình là Hiền Nora và đây là Vaccine TV.